Những ngày qua tại Quảng Trị, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã huy động nhiều nhóm đi đến từng hộ dân trên địa bàn đóng quân, giúp người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Ngay sau bão, Hải đội 202 đã khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra với đơn vị mình, ổn định mọi mặt để tập trung cho nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời tổ chức lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương giúp bà con nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ Hải đội 202 cũng đã quyên góp ủng hộ hơn 4 triệu đồng để mua vật liệu và điều động 20 cán bộ chiến sĩ giúp gia đình anh Lê Văn Hùng ở thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lập lại nhà bị tốc mái, sửa sang nhà cửa và các vật dụng bị hư hỏng, thu dọn vệ sinh, cây cối bị gãy đổ do bão gây ra.